xin chào tất cả bạn ý kênh Anh Tư Khải TV. Hôm nay mình sẽ làm cái clip câu. Chai, dừng lại, dừng khoảng chừng là 2 giây đi chơi. What the hell? Đó. Cha đừng câu cá, đừng câu cá. Bữa rồi để chiến câu cá cha, bữa nào vẫn thua cha. Hai giờ mình quay clip gì mà sinh tồn đi nha, tiếp tục sinh tồn đi. Trời ơi, sinh tồn nó dài thời gian, nó chán quá mấy đứa ơi. Sinh tồn nay mùa nắng nghe, nó như khô kẻ hết là như có cá mà ăn. Đúng trời rồi. Trời ơi, anh Tư ơi, thằng này nó sai anh Tư. Nay đất nó khô, anh Tư nó động vào dũng, anh Tư cá lại đó anh Tư. Ý mấy đứa muốn nói là mình đi sinh tồn mùa khô quá hay gì? Vậy đúng rồi. Bẩn cá mắc cạn á, mình coi nó mắc cạn cái là mình bắt cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Cá lóc chết sình đó cha. Trời ơi, nhắc cái này thì cho mấy nhớ thì mấy đứa nói thì cũng hợp lại đó. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi tìm những cái dũng nào mà nước động á, mình bắt cá, mình thấy hai cái thao đi, rồi mình đi tát nước lên, rồi mình khi con cá mình có mình bắt được á, mình nướng ăn tại chỗ cho bạn xem luôn. Đúng rồi. Vậy này là sinh tồn phải dừng liều 24 giờ, mình bắt cá mình ăn thôi phải không nha? Ok, đó là sinh tồn bằng tay không, nhưng mà mình chỉ dùng hai cái thao. Rồi mấy đứa lấy thẻ con quẹt với bịch muối gì đó, rồi mình đi mình bắt, lỡ có cá mình nướng ăn, còn có thì mình vẫn đói. Anh đừng. Dạ, ok luôn. Vậy mình đi vô lấy thao để mình đi ra đây. Rồi mấy đứa đi kiếm mà mấy cái chỗ nào mà có nước động nha mấy đứa. Dạ, mưa này coi chừng có nước động mà. Trời ơi, sao nó bắt cha cầm không vậy? Nè mấy đứa cầm bịch muối hay có bịch đồ bổ có túi không? Để con cầm cho. Thôi vậy cha có túi cho bỏ vô cho, không có áo có túi cho. Trời ơi, vậy cho dọn hết đồ nghề luôn ha. Cầm thao đi cho kiếm đồ nè. Trời ơi, ơ anh Tư ơi, đất nước nhẹ vậy, môi có cá kèo cá lóc gì dưới không? Em coi mẹ em né đó, có không có chê hết tớ. Ôi có dấu. Ủa có dấu gì đi mấy đứa ơi? Không chị vậy. Ủa có hang luôn nè, hang trình cái gì nè mấy đứa ơi? Không đó cái cha. Bữa nào đi bắt trình mất lương được mấy đứa ơi, nào có hang hay không? Đúng rồi cha. Trình đó nè, nó bò lắng nghe nè, giang cho có trình hơn. Trời ơi. Một khô hạn. Ủa cái hang trình nó đi nè, thấy không nè, thấy không? Có hang thấy không? Đâu hang trình mà. Thôi, bữa nào mình sẽ đi bắt trình sao, còn hôm nay mình cái mục tiêu mình là đốt cá bắt cạn mà. Nay mình có thể dẫn em một con bé nha. Trời cái mưa nhiều nước vậy, tát biết chừng nào cha. Vậy hả? Đúng rồi anh Tư. Mình kiếm con nào nhỏ nhỏ mình tát lên Tư ơi. Thôi, vậy tiếp tục mình tìm đi. Chia ra tìm đi mấy đứa ơi. Dạ. Ốc bắt lại đi, có gì bắt lấy. Coi bộ cha con mình kiếm sai chỗ rồi. Đất khô trơn, thấy gì trên sao? Ủa, có chỗ cho anh đi lẹ. Trời ơi, cái mương cặn queo gì có gì đâu mấy đứa. Ủa, con nghĩ chắc có cha. Cặn queo vậy? Hãy xuống thử anh ơi. À, mà cái mương này có chừng có. Những con bí ẩn ở đây nè, tại vì ở đây thấy cỏ rất nhiều nè, mấy đứa coi mấy dũng động còn không? Vô đi. Đó thôi không, đi đâu. Đi vô bò cỏ lại. Thôi cỏ em, không cỏ. Đi nó trú ẩn đây nè. Cỏ nặng quá chơi. Trời ơi quá trời cỏ luôn, bức buồn. Trời ơi, thấy có dũng nước đục mấy đứa ơi. Đâu đâu đâu. Có cá gì nghe lọt lọt mấy đứa ơi. Chết cha. Có cá gì mấy đứa ơi. Trời ơi lắng nghe luôn nè. Để mất cho. Có cá không thì có cá. Thôi thôi cỏ lên. Cỏ lên trời. Trời ơi sao động đậy. Từ từ thôi, bỏ trở lại. Cá đậm đậm luôn. Ủa, mới đụng cá phiêu nha. Có không? Mới đụng luôn. Ủa, bây giờ có khá thiệt nha, chỗ này nó kín quá nè. Cá vui rồi anh Tư. Ủa, nó còn nước khá là nhiều luôn, phải chặn rồi mấy đứa ơi. Rác trời ơi. Không, thì con có đụng có rác. Mò đi anh Tư ơi. Ừ, mò thì có đụng không. Chỗ này có chừng có cái lóc khủng ở đây nè, nè cỏ không nè, bạn coi nè. Cái lóc siêu to cũng lạ quá nha. Ủa, bạn coi đậm đậm thì ghê không? Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà kéo cỏ này mệt lắm quá. Không biết có con nào ở đây không nữa. Cái này chắc không có ai bắt hiện Tư nên gõ ra quá trời. Sao mà phát hiện ngay được? Con này khá bí ẩn, ai mà biết cá này bắt. Đúng, hợp lý. Còn càng ở đây càng nước nhiều nè. Còn chừng cá nó giòn dũng sâu ở đây á. Ôi, ôi, có tiếng cá chạy. Có tiếng cá chạy. Từ từ. Mau ra tiếp. Mau tiếp, cá chạy. Mau tiếp đi. Có cá chạy gì á. Mau ra, có ai bắt. Lô âm đây nè. Ừ. Ơi, có tiếng cá chạy rõ ràng luôn. Trời ơi, nó chạy vào hồ luôn á. Thiệt. Chạy vào con đuối luôn á. Cái cỏ gì nó ăn rễ cây quá chừng. Có gì không cha? Trời ơi, lôi láng chết, nó hỏi có gì không. Ý, có con nào đây không? Nó này lôi. Ủa trời. Gì vậy? Hình như cái lóc kìa. Cái lóc chạy cây. Ê, 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 ê,
cái gì vậy? Cái chì có lúc chuyển đâm tới bạn. Không có chì. Cái chì. Con chạy rồi kia. Dạ. Nó bự chảng luôn chơi. Yeah. Đâu ra mà dưới. Nó bự chảng như vậy nè. À tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Như thế là quá chuẩn rồi. Trời ơi, nó chạy đó rồi. Mẹ không mới đụng nó. Nó đuổi về nữa không, chuyện này lên nó phát cái con cá rồi, con cá rồi, rồi. Con cá rồi, 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 con nhiều nước quá trời luôn rồi, con cá 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 rồi, con cá. Luôn. Cái này theo tác là ngon ha. Hồi nãy em đụng hai con là mất tiêu luôn ta. Nãy em đụng con cái cơm ở lưỡi đâu. Bởi vậy. Thôi rồi mình lấy trống rồi, mình bắt không được á. Không để sao bắt được ngon. Lấy cái cánh chạy chút đó, các bạn thấy không? Trời em có thấy khủng, từ từ trả nó cho. Từ từ chống nha. Cái hôm nay là hết đường với cha rồi. Đây. Trời ơi cha, con chị ơi, mọi siêu con. Cái nè. Đó, thấy không? Cái lưng quá trời luôn rồi. Có hai con này luôn trời. Cái lắm rồi. Cái có con con. Ôi, quá trời. Đây mấy đứa ơi, nó gom vào đây rồi. Đây. Ngồi xuống, đi. Ở đây mà xuống, để nó nè. Nó chạy tới nữa nè. Để nó nè. Nãy con có thấy lưng nó bơi vô cỏ hả cha? Đúng rồi, chẳng định cho anh tở lại nha. Tại kia nước sâu phải bắt. Ê, đây rồi, tở lại luôn. Thôi, xong xe kia. Ôi, bắt kia. Đây, đây. Ôi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi, dẫn đường, dẫn đường. Ôi, đây nè. Trời ơi, đúng rồi, cá đồng nó mạnh. Cá lóc luôn, cá lóc luôn. Chạy phát hiện, cá lóc đi luôn. Đó. Rồi, rồi. Yeah. Anh Tư đã bắt được em cá khổng lồ bạn ơi, chưa? Bây giờ để cái thao nữa. Rồi, để cái thao này đi. Ôi, chưa, để cái thao này, để nó nhảy đó. Đó, một con. Ủa, một con cá bé. Con khổng lồ rồi. Trời, cha cái này mình bóp mấy bơm, mình chăm, mình bơm cạn nước bắt phê lắm á. Rồi nói gì bơm nữa, hết chạy rồi. Bơm mà tới không chuyện á. Ê, đây. Đâu, chơi, đâu vô chơi. Rồi, đây nè. Lại là cha mãi đỉnh nữa rồi. Rồi, đó con nữa kìa. Hồi nãy cha chụp đứa con nè. Đây, các bạn coi nè. Yeah. Mày chạy ở mưỡi. Rồi, một con nữa nha. Yeah. Nãy giờ cha bắt, không mấy đứa đâu có bắt được con nào đâu. Rồi, mấy đứa này nó dở dữ rồi. Bắt cá gì mà dở dữ rồi. Cha, con bắt được cái phi nè. Rồi, hồi cha không ăn đâu. Không bắt được là khỏi ăn luôn. Năm năm. Rồi, nãy giờ toàn mình bắt không các bạn ơi. Tôi nói bắt cá dở với người ta. Cố gắng lên chứ. Rồi bắt ngang nãy giờ dính đi với cha dính. Còn hai anh em con nãy giờ dính con nào hết trơn. Không, con có dính ngang cho nó vậy là bậy con cha. Dính cua. Ủa, sao nó theo nó không được đậu á. Con để cái cá vậy. Ê, cái này nè, cái này nè. Cái giò cha luôn. Trời trời, nó có lóc. Đó lên, cho lóc, cho lóc. Lên. Yeah các bạn ơi. Trời ơi, giờ nhảy chứ nhảy đây. Trời ơi, ba con rồi. Thấy chưa mấy đứa? Thấy chưa? Thấy chưa con ơi. Cha con đụng được. Ủa mấy con rồi, ba con đúng rồi, ba con rồi. Ôi ôi dặn nó lại, dặn nó lại. Ba con cái ơi, cao phóng ba từ mới. Đúng rồi, khôn thằng này thông minh. Baby I'm real. Hay chết to. Em cua. Yeah. Em cua chút xíu hả nè. Mua đi. Cua cũng là đặc sản vậy. Đâu. Nghĩ cá lóc thì xuống sâu. Cái đứa được cái nản chí môi kỹ đi. Đó. Ừ. Con chuối cái tề cá lóc chí nữa. Đây một con nữa rồi. Đâu vậy? Yeah. Wow. Wow. Thấy tư mãi đỉnh chưa? Tư mãi đỉnh. Còn giờ mấy đứa là bỏ đi, bỏ vô đặng bỏ đi.
chừng nhảy ra nè, bỏ đây nhảy ra nè, cầm lại bỏ chung cái thau đi, bỏ nhảy ra là tôi luôn, bắt khó lắm mấy đứa ơi. Rồi rồi hết này còn mấy đứa ơi, còn chơi chắc còn không? Còn á, lại mà cái nó còn cái chê nữa phải không? Đúng rồi, còn có cái chê nữa cha, mà chừng có lóc này nó cái chê đó con ơi, để cho lôi này còn đây không. Ôi chơi con em cá ở đây phải cá ta, ủa em cua chơi cha, bắt đây con bắt đây nên em cua đầy xình luôn, quá hay kìa nè, quá hay luôn, cua đầy xình luôn thằng ơi, mập lắm á. Ở cái lóc tôi, cái lóc tôi ơi, cái lóc nào nè, cái lóc nào có nữa hả nè, ủa con bự lắm anh tôi ơi, thôi hay dữ người ta ơi, trời ơi hay, bỏ tao đi, cái còn nữa mệt quá rồi, có nghĩ thì còn còn không. Quần lên vậy con ơi, quần nãy giờ đứa quần đầu không thấy rồi anh Tư ơi. Đúng rồi. Mấy đứa mà còn chắc mấy cá nó cũng sống nổi với mấy đứa rồi, nó quần lên xịn hả bạn con à. Con hả? Hay vậy mà ngủ cũng được con rồi, cũng được rồi. Ơi, nãy thấy đứa này đụng quá con luôn kìa. Anh hai rồi. Anh hai được ba con cá phi. Nhưng mà rất tiếc mà bà Hủ được cá phi không à. Bây giờ mấy mình bỏ cá phi đây đi, lên nước cá mình ăn nữa mình. Nhưng là hai con cá phi. Đây đây con. A few moments later. Giờ thì mấy anh em mình sẽ nổi lửa lên. Ủa cha, nãy cha bắt bốn con rồi. Ủa sao cá chê rồi cha? Cá chê để gia đình ăn với con, mình bắt bốn con rồi, mình nướng bốn con đủ rồi. Ăn chi nhiều con? Đúng rồi cha, bốn người ăn bốn con đủ rồi cha. Mấy đứa thấy thơm mà mấy đứa đã không? Dạ đã. Trời ơi, cá đã dư bay. Trời ơi, đã chứ mấy con này mày có bắt được không mà đã? Mày chỉ bắt được mấy con gốc phi thôi mà. Ừ, tao ăn cá phi. Ôi, Phi ơi, anh Tư ơi, hả? Mấy con đều là mấy con cá phi đó cho anh Tư. Mấy cá phi anh để chung với cá tê dưới để nhà hồi bữa vậy. Chẳng lẽ mình ăn hết. Trời ơi, con chó thì ghê, đi đâu cũng đi theo rồi cha. Không nổi đâu, bốn cá lóc. Dạ. Cùng đồ ăn hết. Đi đâu con chó cũng đi theo rồi cha. Đúng rồi, mấy lúc kia nhà mình đi theo mấy sinh tồn mình đó. Thằng nói gì nói luôn, thèm quá em. Còn phức rồi mấy đứa ơi. Đã quá, lột da luôn kìa. Rồi. Ờ thấy miếng thịt nướng không ngoài là thèm rồi đó. Thấy rồi quá. Ờ có thang nướng cua được chưa bác ca? Dạ mấy đứa rồi. À được rồi. Quên. Bắt con cua mà nó quên. Nướng cua cho mấy đứa thang kia pha đến tự để củi kia. Để củi cái này. Thôi khói cho. Đó là cha. Để củi cái này nè, mấy đứa cua ăn. Cua này là nhà tao nha. Đặc sản nha, cũng là đặc sản nha. Đó, vô đi em. Quá trời luôn. Đặc sản của ông Đông. Có còn con cái này hết vô luôn. Còn dư nước này một hồi mình nướng xong mình tạt vô đi. Ừ, mình tạt vô mình dập lửa. Trời ơi, Tư nướng cá lâu vậy Tư? Thôi giờ đi em đi giải quyết cái chuyện xíu nè. Đi đồng đi đi. Con ơi, bây giờ phải cho nó ra ngoài chuyện đã xuống tép luôn. Tư đỡ quá. Mày hả? Rồi lạnh nữa rồi, lôi nhỏ lên. Ôi trời. Thiệt tình với đứa này chơi thiệt chứ. Lôi bạn lên đi. Ôi trời, con cua cuối cùng chơi. Trời ơi. Mấy đứa phủi sạch sẽ cạo cạo với cái da này. Xài rồi, nãy bữa rồi cha ơi. Đó. Ủa nó đã. Bắp phê luôn Tư ơi. Cạo ra. Rồi. Trời. À hồi nãy thì không có em này, bây giờ tự nhiên có xuất hiện là có em này á. Khôn thấy mình đi sinh tồn là nó biết rồi, mấy này đi sinh tồn có ăn rồi nó ra khôn rồi đó, chúc con Tư cho ăn. Đúng rồi. Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Thôi giờ ăn trước đi ra cho. Ừ, đúng rồi, ăn trước anh lớn hả em, mày ăn trước anh Tư. Cũng là con trai của ta. Giờ anh xé thử nha. Dạ. Nóng lắm anh xé thử chín chưa nữa nè. Chín rồi. Rồi. Wow. Nó vàng nghế luôn các bạn ơi. À, trời ơi. Em. Rồi, bạn coi nè. Muốn anh Tư, muốn anh Tư. Trời ơi, nó rắc muối cho anh Tư luôn. Đó. Cắn luôn, trước luôn trời. Nguyên con cắn luôn hết nè. Đó. Anh cầm nguyên con cắn luôn Tư. Để nhiều cái bài, Tư ăn ớt vậy lắm. Để ớt vô. Rồi. Đây là lần đầu tiên anh Tư ăn cá ngoài đồng nướng luôn á. Hổm anh mấy đứa ăn anh Tư thèm quá. Để anh ăn thử coi. Ờ, bữa clip ghê, hình như ra đâu ăn không cha. Đúng rồi, nhiều đứa ăn giờ mình ăn thử một miếng nha các bạn. Trải nghiệm thử cá nướng ngoài đồng tự tay anh bắt nha các bạn. Chưa biết mùi vị cái nữa à. Quá là ngon mấy đứa ơi, ăn đi. Đã quá. Công nhận nó ngọt quá trời bạn ơi, cá thiên nhiên nó ngọt. Bẻ ra quá là đã luôn. Trời đã. Ơi. Ơi. Trời. Ê à,
nó béo. Một điều đặc biệt là cá của mình có trứng nha các bạn, đây nè bạn. Trứng hả nè. Ăn trứng bổ trứng, thường thường mà bác chỉ nó phải bổ trứng. Ê kì gì. Ui dạ, ui dạ. Mời bạn nha. Nóng nóng ha, mỡ mềm mềm quá ngon. Ăn cái trứng mà lấy gì đâu không ngon, nói chuyện quyền chất không ảnh, ăn cái trứng mà nó không ngon được thôi luôn á. Tới mệt mình ơi. Nè miếng cá cũng miếng ớt luôn bạn ơi. Mời bạn nha. Có dừng xương đi con, ăn từ từ nha. Thôi cái da nó khét cho con chó đi. Cay cay nó mềm mềm, thịt cá ngọt. Thiên nhiên quá ngon lắm bạn ơi. Mà đã luôn. Có một cá lóc đồng nướng quá trời ngon luôn. Ui trời ơi. Khoan. Trời ơi, miếng nè, miếng chà bá nữa mấy đứa coi nè. Rồi tôi để vô. Tôi để vô thì ăn nó mới đã. Gói vô. Gói nem vô. Tư cái này mà có thêm miếng bánh tráng rồi cuốn bánh tráng mà ăn nhức nách luôn anh Tư. Trời ơi tưởng tượng quá thôi à, đi khách sạn ăn luôn, ở nhà ăn luôn đi. Đi ngoài đồng mà còn muốn bánh tráng này kia mình cuốn lại bạn, mình cuốn lại giống như bánh tráng nè, mình tưởng tượng đây bánh tráng đi đó, mình ăn cũng được vậy. Đây. Thôi các bạn. Muốn ngọt. Trời ơi. Ngon. Mấy con có chơi sao mà thèm con của con. Nè. Ngay luôn. Con nhìn cái đèn đèn đó con chơi. À, bạn ơi. Ôi. Ừ, anh Tư cái đuôi này miếng ngon nè anh Tư. Có miếng da nè anh Tư. Ăn muốn nhìn gì vô. Thôi ăn nha. Ngày nay có gì cha phát triển như pha kè tha thứ cho con lần đi. Bữa nay con nhín thi mấy lần sau con nhín thay ra. Nãy giờ nhắc mới nhớ. Hai bác dính ăn mà nãy giờ ăn tự nhiên luôn. Trời ơi ăn khí thế luôn. Hôm nay ông bắt cá quá dở ăn. Có hai nè mình bắt được. Thôi có gì mai mốt mà con bắt cá được nhiều nhiều con cho ăn luôn. Ok, có ba có lại chứ. Đúng rồi, có ba có lại. Mình là một đồng đội mà đâu có chia đội đâu phải không? Nè, bây giờ mình sẽ mời Caramel một miếng. Đây các bạn. Mình sẽ mời Caramel miếng, tại vì Caramel quay khi nó thèm lắm nha bạn. Ngọt lắm á, mình đã từng quay rồi biết rồi nó thèm lắm. Đúng rồi. Đây Caramel miếng. À. Quá ngọt luôn bạn ơi. Ôi. Mời bạn nha. Caramel ăn cũng ngon á. Mời bạn nha. Quay. Rồi còn cái trứng nè Phát Kiển ơi. Phát Kiển này cặp trứng này. Hả? Em ăn cái trứng này. Trứng rồi. Rồi ba đứa tù tì đi. Ba đứa tù tì anh cho cái trứng khổng lồ nè. Ba đứa tù tì đi. Trứng này ngon lắm. Thôi, trứng còn không teo cho hai đứa tù tì. Rồi, hai đứa tù tì đi. Hai đứa này trứng khá nhỏ. Đúng rồi. Hey. Yeah. Em ăn. Ờ, có nó thắng mà vậy cho nó cặp trứng nó bự ơi, chừng nữa chiến sao mà lỡ dính anh cho em ăn. Cho cặp trứng em bự theo nó. Chừng nữa em ăn trứng nó xấu. Ok, thôi bây giờ anh thưởng thức cua hoàng đế nha. Bây giờ anh sẽ thưởng thức cua hoàng đế bạn ơi. Ủa rồi nó gạch nè. Các bạn thấy không? Trời ơi, đúng là cua hoàng đế quá là gạch luôn bạn ơi. Thấy không? Chắc nói mùa này cua nó mập dữ lắm. Ủa gạch. Ôi, mời bạn ăn cua Alaska nha. Trời ơi, cua Alaska dữ lắm, cua hoàng đế dữ rồi trời. Giờ cho bỏ búa vô đây nè bạn, coi gạch nè bạn. Đó, mình sẽ lua cho mập quá trời mập luôn. Ngọt. Gạch cua này nó béo. Mập quá chừng các bạn ơi. Đã. Quá phê anh Tư ơi. Quá ngon luôn. Nè, mình mời các bạn ăn cua nha. Nè, nguyên miếng luôn. Nè, 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 nè. Mình chấm ớt luôn mọi người. Nè. Mời bạn ăn cua với cùng mình nha. Nè, nè, nè. Đây, nguyên miếng cá khổng lồ. Quá không? Trời ơi công nhận nay xin tòi biến Tư bắt cá quá đỉnh luôn anh Tư. Lúc anh Tư làm clip nay cho em bắt cá nữa anh Tư. Em thấy hôm nay có anh Tư tham gia hay không? Hay anh Tư ơi, chứ không có anh Tư dễ thì mấy con cá gì mà ăn anh Tư. Đúng rồi, bởi vậy mấy đứa đừng có bỏ cuộc, sớm mình khi phát hiện cái chỗ nằm phải tì trí mình phát hiện mình mà phải từ từ mới có cá được chứ. Mấy đứa chưa hết nản rồi, nãy không có anh là mấy đứa bỏ cuộc phải không? Thấy rác nhiều quá phải không? Con không bỏ cuộc nữa. Con phải quyết định bắt bằng được em cái đó. Nhưng mà chưa chắc mấy đứa bắt được cá nha, thấy Tư bắt cá đỉnh không? Bỏ để mất được một con nha anh Tư. Đó, mấy đứa thấy không? Bắt được một con nha cha. Chưa gì hết, vô thấy cha lụm hết ba con. Đúng rồi nè, bạn coi miếng cua hả bạn? Cua hoàng đế nha, thiên nhiên luôn nha, mình sẽ chấm. Trời ơi, anh cua hoàng đế sao rồi, em cua Alaska nè. Alaska vậy cái cua chấm không, không có miếng gạch. Gạch chấm muối hết rồi. Thế hả? Mà bạn cua Alaska nha. Ủa nó nhai gần nghe thèm luôn rồi trời. Sao em ngon không? Gạch nó béo béo à. Thịt nó ngọt ngọt mà nó mềm mềm nè, y chang thịt cua biển vậy á Tư. Đúng rồi, mà đặc biệt nó có cái lọ vô nữa.
lọ thiên nhiên ăn nó cũng bổ lắm á. Hỏi bạn coi à, cua dính lọ đầy thiên nhiên nữa bạn, thì nói chung mình cảm nhận ngoài thiên nhiên thì nó phải có lọ nha, mình nướng nè, dính lọ tùm lum nhưng mà mình vẫn ăn đó bạn coi nè. Nó béo quá, công nhận con cua này, cua này ai bắt mà cho ăn ngon quá. Con bắt đó, con bắt đó. Rồi cho hết chuyển miếng này. Rồi anh chưa ăn được miếng cua. Rồi cho hết chuyển miếng này, con gà cắn miếng này. Cắn miếng. Ờ nó đã. Để cắn cho. Cho bà ngủ miếng này. Con ăn rồi nha, giờ con thưởng thức cá rồi nha. Rồi. Phải kè không? Phải kè không? Cá nghe miếng cá siêu luôn, bắt tàu luôn rồi coi. Phải kè. Mà bắn nha. Đấy bạn ơi, cho ba kè để nó phân bì á. Đó anh ăn đi. Rồi còn chừa mấy con me này cho anh Tư. Nó thương Tư ra, nó chừa mấy đứa ngoe, đúng mấy ngoe luôn, nhưng mà mấy cái dưa ngoe nhai nó đứng dưới nó giòn á. Ngon. Chơi ra, coi chừng chơi răng gãi nhau rồi bị gãi răng ra. À quên, phải ăn cẩn thận lại mới được. Nó ngon ngon, hồi nó rớt ăn giả là tôi. Dịch này thì không có đủ mà anh Tư. Đúng rồi, thôi mấy đứa ăn rồi đứa. Cha nói gì nói chứ muối ớt làm ngon quá ha. Quên. Thôi, nói gì nói, giờ mấy anh em mình sẽ dọn dẹp cái hiện trường mấy đứa rồi. Rồi mấy đứa mình vô. Dạ. Cũng chiều rồi, chào mấy đứa mình vô nha. Để ngày khác mình có cái sức để mình sinh tồn tiếp nữa. Dạ anh Tư. Đó thì mấy đứa ngày hôm nay mấy đứa thấy sinh tồn sao? Đi với Tư thấy sao, ngon không? Thấy là hơi bị ngon á Tư. Dạ ơi, rồi. Con sinh tồn với cá hoài à. Mà đặc biệt ngày nay là trải nghiệm rất là thú vị. Mình tát mương bắt cá mùa khô rất là đạt luôn phải không? Đúng rồi dạ. Ở Tư hình như là mình bắt đúng một cái điều á Tư. Rồi chứ mùa khô là mấy đứa không kiếm được cái chỗ mà khô hạn bắt rồi cá nó đọt lại sao mình biết được mình bắt được. Ok bạn ơi, thì bản đêm mình đã trải qua một cái ngày sinh tồn bắt cá tay không các bạn. Ủa? Thì đây trải nghiệm là hạm dẫn luôn bạn ơi, mình đã bắt thì con ốc khá là khủng luôn nha. Đúng rồi, dạ, càng bốn con đó chứ còn có cái kia đúng rồi. Thì bây giờ mình đã ăn no là mình chẳng còn đem về nữa phải không? Dạ cũng đó. Thì nếu bạn nào thích video hãy lại lên một like, một đăng ký, một chia sẻ để mấy em có cái động lực làm những cái clip sinh tồn khác nữa cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì mấy em mình sẽ hẹn lại các bạn ở clip theo nữa nha. Bye bye.